Rồi lại một siêu phẩm nữa, một siêu phẩm rất là đẹp tại khu dân cư gọi là Phú Mỹ Chợ Lớn, nằm kế bên khu dân cư Công Ích Quận 4 luôn, cách đường Phạm Hữu Lầu chỉ 100m thôi à. Và ở đây thì khu dân cư này rất là đẹp luôn nè, với diện tích của lô đất là ngang 5, dài 21.5, một gọi là cái diện tích là lý tưởng để xây dựng một cái căn nhà hay là căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng, hoặc là thiết kế làm công ty văn phòng gì cũng được hết đó nha. Và xung quanh như mọi người nhìn thấy là nhà xây dựng rất là đẹp luôn, xung quanh thì gọi là rất là nhiều cây xanh, nhà nào phía trước cũng trồng rất là nhiều cây xanh nè, rồi là trồng hoa, đặc biệt là gọi là đường rất là đẹp, có vỉa hè đầy đủ luôn, khu dân cư cực kỳ thoáng mát, đường xá thì gọi là thông hành địa dịch và theo hướng bàn cờ nên là rất mát mẻ luôn. Từ vị trí này thì mình có thể là đi đến căn hộ Plaza nè, đi ra Phạm Hữu Lầu để mua sắm nè, rồi kết nối đến bờ sông gần như là chỉ khoảng một vài phút thôi, rất là đẹp luôn. Pháp lý của cái lô đất này là sổ hồng sở hữu vĩnh viễn luôn, chủ nhà là cầm sổ ở nhà luôn, nhưng mà bây giờ gia chủ kẹt tiền đang cần bán gấp nên quý anh chị sở hữu ngay cái lô đất này đi, bởi vì giá nó còn khá là mềm. Đặc biệt cái lô đất này là khi mà quý anh chị mua đó là hỗ trợ ngân hàng vay đến 70-75% giá trị lô đất luôn, một vị trí rất là đẹp, gia chủ cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu gửi đầy đủ thông tin, và đặc biệt cái là chọn nơi đây là một nơi sinh sống an cư và lạc nghiệp nhé. Rồi mọi người cùng tìm hiểu cái khu dân cư này để biết cái khu dân cư này đẹp đến cỡ nào. Theo chân Phước Sửu nào. Khu dân cư Công Ích Quận 4 nằm rất là gần Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 5 phút. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, có các công trình dịch vụ tiện ích hiện hữu xung quanh đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, đi lại, học tập, sức khỏe của khu dân cư nơi đây. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì có rất là nhiều nè, khu vui chơi trẻ em nè, công viên nội khu nằm sát sông rạch Dơi nên không khí luôn được điều hòa thoáng mát, có gió, có nước, có cây luôn giúp cho không khí trong lành. Gần khu vui chơi trẻ em có một công viên nội khu nè, có con trẻ của bạn thì sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Khu trong khu này còn có là phòng tập gym, tennis, hồ bơi, spa, massage, nhà hàng, khách sạn, rất là gần trung tâm mua sắm giải trí như Lotte Mart nè, Vivo City, Regent Mall, Co-op Mart, BC, gần nhà trẻ và tất cả những cái trường đại học lớn như Đại học Quốc tế RMIT nè, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng, và rất là nhiều trường quốc tế như là Canada, Nam Sài Gòn. Vì vậy khi mà bạn ở đây thì bạn cảm giấy giác sẽ là yên tâm hơn và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đưa đón con đi học và vấn đề di chuyển đi lại khi mà đi làm. Một môi trường sống cực kỳ thoải mái, thích hợp nghỉ ngơi, dạy, gọi là nghỉ dưỡng. Và đặc biệt ở đây rất là thuận tiện cho việc đi gọi là điều trị và chăm sóc sức khỏe. Có nhiều bệnh viện như bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Quận 7 và rất là nhiều bệnh viện phòng khám đa khoa xung quanh. Giao thông thì cực kỳ thuận tiện, kết nối qua quận 1, quận 5, quận 4 và tất cả con đường ở đây là những con đường bàn cờ thông nhau. Ở đây thì có rất là nhiều loại diện tích, trong đó có diện tích là 7x19, 4x18, 5x16, 5x20. Và ở đây là tất cả giấy tờ pháp lý là rõ ràng, sổ hồng từng nền, mua bán sang tên ngay, tất cả đã có sổ đỏ nên là khi mà quý anh chị mà mua đất thì có thể là xây dựng ngay, phát triển một khu dân cư gọi là theo kiểu mẫu, là một nơi lý tưởng cho khách hàng, một lựa chọn gọi là đầu tư an cư và lạc nghiệp. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Công Ích Quận 4, inbox ngay cho Phước Sửu. Hoặc là quý anh chị có nhu cầu ký gửi những sản phẩm tại khu Công Ích Quận 4, hãy alo ngay cho số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.